Rồi có tính chiều nay cô có đi đâu không cô Dung? Không. Ở đây ha. Rồi làm hồi sáng như vậy được nhiêu tiền? Mấy trăm ngàn? Dây? 50. 50 ha. À, cũng được rồi, cũng có tiền xài à. Rồi hổm gài cho trong túi là dư được nhiêu rồi? Mấy chục triệu rồi? Dư đâu? Dây? Hả? Không biết không biết. Sao cô cho ông lấy vậy? Biết không gì cho ông lấy làm vậy? Hả? Biết gì thì cắt đi, không có gỡ bà Tám đi. Có tính là chiều nay đi HK gì không? Không. Cái này không có ai mướn hả? Rồi nói đi đám cưới thì sao rồi? Chưa mà. Chuyện nào mới đám cưới? Ai đâu biết, biết rằng ông ai mà có ai biết. À, rồi anh cô nói, anh cô trên Sài Gòn nói rước cô về chỉnh bán số rồi sao rồi? Hả? Chưa xuống. Chưa xuống hả? Chừng nào xuống? Mốt gì? Mốt hả? Mốt hoài tờ. Hôm nay vô hỏi mấy lần mốt mốt hoài vậy. Mà chuyến này đi có chồng đi theo không? Không. Không luôn hả? Đi ông ấy có chồng Sài Gòn luôn ha. Chuyến này quyết tâm là đi bỏ anh Minh luôn ha. Rồi củi hả? Hôm nay mưa vậy có bị ướt không? Rồi cái nhà có bị ướt không? Không. Không luôn ha. Chị mới ngủ lên im ha. Im ạ. Rồi hôm nay có lên nhà bà Tám chơi không? Có được không? Có hả? Đó, dọn củi nè. Ừ, Dung, đám cưới người ta có mời con không mà cô đi tận? Có mời không tận? Có không? Cậu có mời không? Có không? Cái đó là Úc tôi và mãi tôi. Ờ mà có mời không? Không mời đâu. Không mời cũng đi ha. Chạy bằng chơi ghế chơi gì? Trời ơi, cho bằng chơi ghế mà cô chạy ăn lặn được mấy cái bàn? Hả cô Dung? Cô chạy chạy ăn lặn được mấy cái bàn? Ai vậy? Không biết luôn hả? Trời, cũng bữa đó đám cưới kìa. Sao? Đám cưới sao? Kể nghe coi. Đám cưới sao? Đám cưới anh hai tôi hả? À. Chạy bằng ấy kìa. Chạy bằng mới vừa đưa dâu vô một cái hả? À. Chú gửi vô tới. À. Dạ chào chú gửi. À. Chào chị xôi. À. Cầm đi rượu này uống vô. À. Cầm đi rượu vô uống cho nghe anh xui với chị xui. À dạ anh xui chị xui là uống chai rượu vô là mới cho vô nhà ha. Chú mình cười kìa, phải chưa cô chú anh? Chú mình cười nè đó, không khoái không cười nè đúng không? Rồi kêu cô dâu chú gửi là phải kêu anh xui chị xui là phải uống một ly rượu vô. Thì con có anh hai thôi. Có anh hai cô hả? Thì cũng kêu á, mình gái về thành phố đó. À về thành phố hả? Rồi bây giờ bánh kia nữa. Ờ rồi lúc đó cho bao nhiêu cây vàng? Ai biết đâu. Sao tăng như vậy? Gì vậy? Sao? Con đô hen 5 kỷ. Đô hen 5 kỷ hả? Rồi cô dâu đeo những gì cô kể lại cho khán giả biết coi. Cũng như chuyện. Ừ, gì nữa? Đất đắp. À, gì nữa? Đất khẩu. À. Tổng cộng nhiêu cây vàng? Ai biết. Sao không biết? Bình thường cô nhìn vàng có biết. Cho ai biết không mà hỏi mình. À. Rồi bữa đó ông xui bà xui nhậu dữ không? Vô bà xui nhậu chung với anh tôi anh biết. Ờ nhậu chung anh hai không biết rồi. Bữa đó cô có nhậu không? Không. Không hả? Rồi chú Minh có nhậu không? Đâu có cho ông đi đâu không? Ai mời ông đâu. Ừ. Rồi nè bây giờ con hỏi nè, bữa đó có đem đồ ăn về nhà không? Không. Xong sao kỳ vậy? Không đem luôn hả? Đem gì? Rồi cô thấy là cái chạy mình sửa lại ngon lành không? Im không? Cần sửa gì nữa không? Hả? Hả cô Dung? Không biết luôn hả? Sao vẫn biết tờ? Rồi hổng gầy có ra chợ không cô? Không. Sao hả? Ở vòng vòng đây không hả? Rồi hổng gầy tiền dư nhiều quá không? Có gì lên gửi bà Tám đi cô để chúng mình ông hốt hết. Rồi bây giờ cô đẩy trong túi rồi là cô có sợ mất tiền không? Sợ không? Dễ mất phải không? Anh Minh đi vốn mà dễ gì lấy chứ mày. Ờ xích
ở trên cái này. Chú Minh ơi, vậy buổi sáng dọn dàn mướp chung với bà mà chung với cô Dung, cái đùi gà đó bà mua nhiêu tiền hả chú Minh? Thì bước mua cho nhà, ai mua cho này là tôi làm với chú đâu á. Ý là bà đi mua chú ơi, đó chú dọn mấy cái đám mướp không? Chú không biết, bà nói là cái đùi gà bà mua 1,6 kg á, cái đùi gà mang 1,6 kg cho mình, 100 mấy chục ngàn có không? chơi cái đùi gà đó bao nhiêu? Thôi bên kia mày. Bành kia là bê lớn. Bê lớn. Bê lớn. Bê lớn. Bằng cái đùi gà mà cái bữa bánh đúc vô đầu tôi nè. Cậu đó bằng cái bắp đùi luôn hả? Đùi gà mà bắp đùi luôn. Mua hai đùi không đủ không đùi ăn. Ừ thôi chứ. Đưa ba cái ngặt cho cậu cái chai bỏ đây cho nhỏ nè. Vậy thôi chuyến sau rút kinh nghiệm, mình mua về cái mình tự làm mình ăn luôn, không cho cần ông nấu. Ông nấu xong ăn hết. Cái gì? Nguyên một cọc tiền luôn sao? Nhiêu đây cỡ nhiêu tiền cô Dung? Nhiêu? Không biết đâu. Không biết hả? để tiền túi mà không biết luôn hả? Ôi, ngộ với tờ. Kêu anh yêu vấu à. Anh yêu vấu. Không biết không không sao. Thì bữa đó bữa cổ cô đưa tôi 200 nhiêu. Nội đây lấy cũng đã chân. Lấy hả? Sao mà cô đưa ổng sao mà không lấy được? Mò túi hay sao? Mò cái gì? Chứ sao? Giật cũng ta. Giật luôn hả? Có không chứ anh? Để hỏi ông coi có không nha. Sao mà có? Có không? Có không chứ anh? Có không? Có không? Đưa mày mới gái đấy. Cô đưa người ta mà cô nói ta giật. Đưa tiền tới đâu? Đâu, để em túi kìa. Chị lấy trả ông đi, bỏ đi. Cô đưa 300. 300 hả? Ủa sao nãy nó 200 bây giờ lên giá rồi? Thì bữa đó cô đưa tôi 300 hả là bữa tôi gửi nè. Ở đâu? Làm mấy tấm, đưa mấy tấm. Mấy tấm? 3 tấm của ta. Tấm nhiêu? Tâm... Nhưng mà đủ má là tiền của ta không biết bao nhiêu. Rồi bây giờ không ấy là bây giờ ổng là làm mướn ổng trả cô chứ giờ ổng có làm gì có tiền đâu mà cô đòi cũng đâu có tiền đâu. Bây giờ kêu cô muốn kêu ổng làm cái điều gì để trả tiền cho cô? Đi bắt cá hay gì? Hồi trước là 3 triệu nha. Hồi trước 3 triệu bây giờ 300 nữa là 33 đúng không? Rồi giờ cô muốn ổng làm gì đang trừ nợ nè. Hay là sao? Thì sao? Bà nói cái đùi gà 1,6 kg á. Sao? Đưa tôi cháu à, con ăn cháu không đùi gà. Đổi gì nữa đúng không chú anh? Quá thế công bằng rồi, cô ăn đùi gà. Mà cái đùi gà không biết ở đâu mà bán mà tới 1,6 kg tại cái đùi gà 1,6 kg. Và 8 cái đùi gà 1,6 kg mua 100 mấy chục ngàn. Một cái đùi gà mà cân 1,6 kg. Thôi từ. Nhưng mà chị trả lại đâu mày? Nhiêu trả nè. Nhiêu ta trả. Nhiêu? 300 ngàn. Trời ơi, mới 100 mấy rồi mới đây ăn lờ dữ hả chú Minh? Bữa đó là bữa đâu nè, cút tôi cho nè. Thì sao? Cho 300. Cho chú Quýnh ăn rồi chiều lấy vàng. Trời ơi, nói cô Dung nè, con cá làm ra con mắm, vợ chồng già thương lắm mình ơi, mà tứ gặp mày, nhau là sao? Có vụ luôn quen ở trong nhà mẹ tao trong đó. Tụi bữa nay cởi 3 triệu nó là nhiêu, tổng cộng nhiêu tiền rồi? Cái tiền của tôi á. Là coi tổng cộng nhiêu tiền? 10 mấy triệu. Là tổng cộng nhiêu tiền? Các bạn hỏi mẹ tôi kìa. Tụi cố mà cứ hỏi mẹ chứ hỏi bà Tám hoài. Rồi chú anh có lấy đầu hàng qua không? Giờ bắt đòi nữa kìa. Có không? Trong hồi hồi trong hỏi mày không? Hỏi ngoại hả? Tôi mua gà. Hỏi anh Út Bóng biết không? Hả? Chứ đừng giờ hỏi Út Bóng. Hỏi anh Trường biết không? Chết ông này quá điếc luôn. Thấy là có vàng 24 mộng quá kỳ. Vàng là đó, lúc đó mua nhiêu tiền cô không? Mẹ tôi mua ai biết không? Vậy hả? Ông làm sao? Ông làm sao ông lấy đồ bông cô làm lại đây ông làm sao
ông khều khều hay sao hả? Uống nước đây con. Uống đi. Nè, mở ra cho em yêu uống đây. Em yêu uống hả quả cây? Ờ, cho em yêu uống đây. Rồi đêm không biết bây giờ em biết đưa cho nó nhiều nữa. À. Không biết đưa cho nó nhiều nữa. Lại gót vô, mời em yêu uống. Uống nước, em yêu, anh yêu. Em yêu gấu, bữa đó gấu lên lên đây còn anh yêu, em yêu gấu, bây giờ sao không có gấu gấu hết tờ. Rồi để đây kết thúc, kính chúc cả nhà một ngày vui vẻ, tràn đầy sức khỏe. Chào cả nhà chúng mình.